Vâng, để tiếp tục chia sẻ đến khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất hiện đại, có thang máy, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà có sân đậu xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ ẩm đặt và thân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính đông, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong một cái con hẻm, một con hẻm rất là rộng, xe hơi, xe tải có thể di chuyển vào căn nhà rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa, phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng hơn 2 mét mình để xe gắn máy. Cũng như khoảng sân này thì hai bên được ốp gạch đá cao lên kín tường, và phía bên tay phải mình có một cái khoảng trồng cây xanh rất là đẹp. Cũng như không gian phía bên ngoài thì được ốp gạch đá cao lên kín tường. Đây là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Bên trong không gian phòng khách thì sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 80. Hai bên tường thì mình có những cái mảng chỉ trang trí rất là đẹp. Cũng như cầu thang căn nhà mình thì được thiết kế nép sang một bên. Và cầu thang căn nhà mình thì được ốp đá kiểu rất là đẹp, cũng như lan can cầu thang căn nhà được làm bằng gỗ và tay vịn bằng gỗ và lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Và nếu nhà mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt, thì phòng khách mình sẽ được dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Đây là khu vực không gian dưới trệt để mình làm phòng khách cũng như phòng gara xe hơi. Di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ thấy khu vực phía bên dưới chân cầu thang mình sẽ có một cái hòn năm bộ, mình có những cái mảng cây xanh được anh chị chủ nhà trồng rất là đẹp, cũng như rất là xanh thoáng và rất là mát. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế cầu thang máy ở giữa căn nhà. Xung quanh cầu thang máy căn nhà mình là mình sẽ có một cái cầu thang bộ. Cũng như khu vực cầu thang thì mình có một cái tủ rượu. Và phía sau là mình sẽ đến với là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Phòng bếp căn nhà mình cũng đã được anh chị chủ nhà bố trí cũng như phun nội thất. Và căn nhà mình thì đã được anh chị chủ nhà phun nội thất từ dưới trệt lên đến sân thượng để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m4 và chiều sâu căn nhà lên đến 15m và nở hậu là 6m5. Không gian phòng bếp căn nhà mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở khu vực ở phía sau. Và căn nhà mình là căn nhà nở hậu cho nên là không gian phòng bếp khá là rộng. Ngoài không gian phòng bếp ra thì mình có một cái khoảng không gian giếng trời phía bên hông để mình trồng cây rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng bếp ở dưới trệt của căn nhà. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển ra khu vực phía trước, mình sẽ lên đi cầu thang lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Khu vực cầu thang căn nhà mình thì được làm nếp sang một bên và được làm bằng đá mài rất là công phu cũng như rất là đẹp. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá 9 tỷ 250 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp mới được xây dựng xong đầu năm 2021, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực không gian tầng lửng căn nhà. Phía bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, và mình cũng đã được anh chị sắm sẵn nội thất, tivi cũng như
Toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị chủ nhà tặng lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và chỉ với giá trên dưới 9 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có thang máy được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được Nhà Đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những cái sản phẩm mới nhất lên hàng ngày để khách hàng cùng tham quan cũng như lựa chọn. Căn nhà mình thì được thiết kế rất là thông minh. Mỗi bậc cầu thang căn nhà mình sử dụng đèn cảm ứng. Khi mình bước chân lên là ánh đèn cũng như tự động sẽ chiếu để dẫn đường cho gia đình mình cũng như mình di chuyển. Và căn nhà này thì được thiết kế rất là thông thoáng, rất là đẹp. Khu vực ngoài hành lang cầu thang máy mình sẽ có một bộ bàn và có những cái chiếc ghế cũng như những cái lọ hoa trang trí rất là đẹp. Di chuyển ra khu vực phía trước là mình sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà. Thì không gian phòng ngủ căn nhà mình được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà và mình sẽ có ban công để đi ra phía trước hóng mát. Cũng như bên trong không gian phòng ngủ thì mình có đầy đủ giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm cũng như bàn làm việc. Và kế bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh khá là rộng. Riêng phòng ngủ nhà vệ sinh phía trước thì mình sẽ có bồn tắm nằm. Đây là một cái bồn tắm nằm, nhà vệ sinh, phòng ngủ phía trước của căn nhà. Thì khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được Nhà Đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất hàng ngày lên để quý khách hàng cùng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà ưng ý. Chỉ với giá hơn 9 tỷ một chút xíu thôi, 9 tỷ 250 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường trục chính kết nối giữa đường Quang Trung, Lê Văn Thọ và căn nhà mình thì rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty. Với một con đường trước nhà rộng lên đến khoảng 8 mét và căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một trục cũng như rất là gần với lại đường trục chính. Mình có thể mua để ở, mở văn phòng công ty. Với một cái con hẻm cụt trước nhà, căn nhà mình là căn nhà cuối thì mình có thể để được rất là nhiều xe hơi cũng như xe gắn máy ở phía bên ngoài căn nhà, rất là thoải mái. Rồi tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh. Căn nhà mình có thang máy ở giữa và xung quanh cầu thang máy căn nhà mình là mình sẽ có một cái cầu thang bộ. Cầu thang bộ này thì ôm xung quanh cầu thang máy. Và mỗi lầu thì ở ngoài khu vực hành lang cầu thang máy mình sẽ có một cái bàn uống trà cũng như bàn làm việc. Và căn nhà mình thì được thiết kế cầu thang máy có trọng tải lên đến 350 kg, cho nên mình có thể là mua để ở cũng như mở văn phòng công ty, vận chuyển đồ đạc thì rất là thuận tiện. Đây là phòng ngủ số 3 của căn nhà và nhà vệ sinh. Thì riêng hai phòng ngủ phía trước mình sẽ có hai cái nhà vệ sinh và đều có bồn tắm nằm. Đây là không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được Nhà Đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày cho khách hàng cùng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình ở một căn nhà ưng ý. Và mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm rất là gần với lại công viên làng hoa, chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây, rất là thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung, cũng như từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thành phố thì chỉ khoảng
15 đến 20 phút thôi, còn nếu như mình về sân bay thì sẽ gần hơn, khoảng 10 15 phút là mình đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, rất là thuận tiện. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, có thang máy và chỉ với giá 9 tỷ 250 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Và căn nhà mình thì được thiết kế có thang máy, có trọng tải lên đến 350 kg. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà, mình sẽ đến với lại không gian phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng trước sau. Thì căn nhà mình là căn nhà nở hậu, cho nên là phía bên trong này mình được thiết kế phòng thờ, và phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng sân khá là rộng. Bên trên này thì mình có làm một cái quầy bar để mình uống trà cũng như vui chơi và ăn nhậu ở phía bên trên không gian. Khoảng sân phía trước căn nhà khá là rộng rãi. Di chuyển ra khu vực phía sau là mình sẽ đến với lại không gian phòng thờ, khu vực phòng giặt và sân phơi. Ở phía sau căn nhà có một cái khoảng không gian phòng giặt và sân phơi khá là rộng. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.